Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 7 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Malaysia dâng lợi thế quá lớn cho Việt Nam tại giải Đông Nam Á. Lộ lý do Văn Toàn liên tục dự bị tại Hàn Quốc. Bất ngờ với mức lương bèo bọt của Hình Như khi tái ký hợp đồng với Lăng FC. Đội tuyển New Zealand bị truyền thông gây sức ép trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Công an Hà Nội lên tiếng bảo vệ cú sút hỏng penalty của Quang Hải. Mời các bạn cùng đón nghe. Đội tuyển New Zealand bị truyền thông nước nhà gây sức ép trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, dù chỉ là trận đấu làm nóng trước khi chính thức bước vào vòng chung kết World Cup nữ 2023, nhưng đội tuyển New Zealand đang chịu nhiều áp lực. Truyền thông nước này khẳng định là các cô gái của họ sẽ phải đánh bại Việt Nam một cách thuyết phục để chấm dứt chuỗi trận thất vọng. Tờ Star của New Zealand, một trong những trang tin lớn nhất quốc gia, khẳng định Napier, nơi tổ chức trận giao hữu, không phải là một trong 9 thành phố đăng cai World Cup nữ 2023, nhưng ngày 10 tháng 7 tới, nó sẽ là tâm điểm của thể thao New Zealand khi đội tuyển nữ đấu đội tuyển Việt Nam tại sân Maclean Park. Đây là bài test cho New Zealand trước các trận đấu ở bảng A với Na Uy, Philippines và Thụy Sĩ. Nếu đánh bại Việt Nam, New Zealand sẽ chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng vào thời điểm hoàn hảo, 10 ngày sau trận khai mạc World Cup. Tuy nhiên, nếu hòa hoặc là thua thì họ sẽ càng lún sâu vào khủng hoảng. Đây là thời điểm mà New Zealand khiến cho người hâm mộ bất an khi họ đã thua 8 trong số 10 trận gần nhất. Chiến thắng gần nhất của họ chỉ diễn ra trước Philippines vào tháng 9 năm ngoái. New Zealand chỉ ghi được 2 bàn trong 10 lần ra sân. Tuyển nữ New Zealand có 2 mục tiêu cho World Cup sắp tới. Họ muốn lần đầu giành chiến thắng trong một trận đấu tại đấu trường World Cup và lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng. Nếu muốn chinh phục hai cột mốc này thì họ phải thể hiện khả năng trước tuyển Việt Nam, trang báo của New Zealand cho biết. Trước phong độ tốt của Việt Nam thì tờ Star cũng cho rằng đội nhà sẽ khó giành chiến thắng, nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc. Trước đối thủ hạng 32 thế giới chỉ kém New Zealand 6 bậc, rõ ràng mọi thứ là không hề đơn giản, nhưng đây là trận đấu mà New Zealand buộc phải thắng. Trận đấu với Việt Nam sẽ là cơ hội duy nhất để cho các cô gái của chúng ta thử nghiệm. Đội tuyển của chúng ta đã bị dồn vào thế chân tường, dù chỉ là một trận giao hữu nhưng chắc chắn mục tiêu của họ là phải giành chiến thắng. Malaysia bất ngờ dâng lợi thế cực lớn cho Việt Nam tại giải Đông Nam Á. Các bạn thân mến, giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 tiếp tục diễn ra. Lúc 15:30 ngày hôm qua là trận đấu giữa U19 nữ Malaysia và U19 nữ Singapore. Ở trận này thì phía Malaysia có được 3 điểm chung cuộc sau khi thắng tối thiểu 1-0. Dù đá bóng không phải lúc nào cũng có tính chất bắt cầu, nhưng trận đấu khó nhọc của nữ Malaysia trước Singapore phần nào cho thấy khả năng hạn chế của bên chiến thắng. Cần biết là trước đó thì U19 nữ Việt Nam cũng đã nhẹ nhàng đánh bại U19 nữ Singapore với tỷ số đậm đà 5-0. Sau trận đấu đó thì thậm chí là huấn luyện viên trưởng U19 nữ của Việt Nam là ông Akira Iziri cho biết là đội bóng của mình chỉ thể hiện khoảng 60% sức mạnh. Ngày mai thì vào lúc 15:30, U19 nữ Malaysia sẽ có trận đấu cuối bảng B, trận đấu quyết định gặp Việt Nam của chúng ta. Đây là trận đấu mà Malaysia buộc phải thắng mới mong vượt lên được vị trí nhất bảng và chắc chắn đoạt vé đi tiếp. Còn nếu không thì họ sẽ phải chờ cạnh tranh vé vớt, tức là vị trí nhì xuất sắc nhất trong 3 bảng đấu. Cơ hội giành vé trực tiếp vào bán kết cho U19 nữ Malaysia tuy nhiên là không hề cao. Vì như đã nói ở trên, U19 nữ Việt Nam được đánh giá mạnh hơn hẳn, lại là chỉ cần hòa là đủ. Tất nhiên thì thầy trò ông Akira Iziri khả năng cao là sẽ không chơi chỉ để thủ hòa trước Malaysia. Đội chắc chắn sẽ hướng đến một trận thắng, thậm chí là thắng đậm để tiếp tục rèn giũa lối chơi cũng như lấy lại động lực tinh thần cho vòng loại trực tiếp. Mục tiêu của đội, theo ông Akira Iziri chia sẻ, thì chính là chức vô địch. Nếu không có gì bất ngờ thì ở bán kết U19 nữ Việt Nam sẽ đụng độ đội nhất bảng C, nhiều khả năng sẽ là U19 nữ Thái Lan. Nếu vậy thì đây được coi là một trận chung kết sớm của giải đấu. Bất ngờ với mức lương bèo bọt của Huỳnh Như khi tái ký hợp đồng với Lăng FC. Các bạn thân mến, người đại diện của Huỳnh Như hiện là đang đàm phán với câu lạc bộ Lăng FC về một bản hợp đồng mới sau khi mùa giải 2022-2023 kết thúc. Một trong những nội dung được quan tâm trong cuộc thương thảo đó là tiền lương. Huỳnh Như cho biết là sau khi mùa bóng khép lại, đại diện Bồ Đào Nha đã đề nghị cô với một bản hợp đồng mới. Cụ thể, thủ quân tuyển nữ Việt Nam bày tỏ, do giải đấu ở Bồ Đào Nha đã kết thúc nên đại diện của Huỳnh Như đang đàm phán với câu lạc bộ tiếp tục hợp đồng và chỉ yêu cầu là tăng 200 euro cho một tháng lương, bởi lương của Như hiện tại là 1.500 euro một tháng, tương đương khoảng 40 triệu đồng tiền Việt. Thu nhập này của Huỳnh Như được cho là thấp nếu so sánh với mặt bằng chung của các cầu thủ nước ngoài.
Bên cạnh đó thì trong cuộc đàm phán, Huỳnh Như cũng bày tỏ ý định muốn gắn bó thêm với đội bóng Bồ Đào Nha ở mùa giải sắp tới. Nhiều nguồn tin cho hay là bên phía Lăng FC cũng muốn gia hạn với thủ quân tuyển nữ Việt Nam vì phong độ khá ấn tượng ở mùa giải trước. Như vậy là Huỳnh Như đã xác định được là sẽ ở lại với Lăng FC và mức lương của cô nhận được không phải là gấp đôi, tức là khoảng 3.000 USD một tháng như nhiều đồn đoán trước đó. Việc cầu thủ gốc Trà Vinh lựa chọn ở lại Bồ Đào Nha đa phần đến từ việc là phù hợp với lối chơi bóng cũng như là môi trường sinh hoạt ở đây. Hiện tại thì Huỳnh Như đang cùng các đồng đội chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh mà bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên có mặt. Ở đó thì có lẽ bóng đá nữ Việt Nam sẽ rất vất vả để khẳng định mình. Nhưng Huỳnh Như và các đồng đội vẫn khiến cho những người yêu bóng đá Việt Nam phải tự hào khi chính là những người đặt viên gạch đầu tiên cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường World Cup. Lộ lý do Văn Toàn liên tục dự bị tại Hàn Quốc. Các bạn thân mến, chiều ngày 8 tháng 7, câu lạc bộ của Văn Toàn, Seoul Eden có cuộc tiếp đón Cheongnam City tại sân nhà ở vòng 20 của K-League 2 và Văn Toàn tiếp tục không được đăng ký vào danh sách thi đấu. Ở trận này thì câu lạc bộ của Văn Toàn thi đấu lấn lướt đôi chút nhưng lại không thể ghi bàn và cuối cùng chấp nhận rời sân với tỷ số không đều. Kết quả khiến cho Seoul Eden đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng K-League 2 với 25 điểm sau 19 trận, kém đội đầu bảng Busan 9 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Đây là trận thứ tư liên tiếp mà cựu tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vắng mặt trong đội hình của Seoul Eden, khiến cho các fan của Văn Toàn hết sức lo lắng. Theo nguồn tin uy tín cho biết thì Văn Toàn đang gặp phải một chấn thương. Điều này là lý do khiến cho anh không thể ra sân ở những trận đấu đã qua. Người đại diện của Văn Toàn thì cũng đã lên tiếng xác nhận. Chấn thương thôi mà, những gì nhỏ nhặt cứ để nó trôi qua, mọi người cứ bình tĩnh nhé. Người đại diện của Văn Toàn cho biết thêm khi tiền đạo sinh năm 1996 đã vắng mặt vì chấn thương ở tay. Có thể là anh sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất. Trong màn đọ sức với Seoul Eden thì hai cầu thủ của Cheongnam City mượn từ Hoàng Anh Gia Lai là hậu vệ Nguyễn Cảnh Anh và tiền đạo Vũ Minh Hiếu cũng không được đăng ký thi đấu. Huấn luyện viên đội Công an Hà Nội lên tiếng bảo vệ cú sút thẳng penalty của Quang Hải. Các bạn thân mến, ở buổi họp báo sau trận đấu tối ngày 7 tháng 7, ông Flavio Da Silva Cruz, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội, đã bảo vệ các học trò sau khi thua trên chấm penalty cơn não. Đá luân lưu là may rủi và nhiều cầu thủ cũng đã từng thất bại. Ngay cả Roberto Baggio cũng đã sút hỏng 11m tại World Cup, nữa là Quang Hải và các cầu thủ khác. Học trò của tôi đã chơi tốt nhưng là không may mắn. Nhận xét thêm về tân binh Quang Hải, chiến lược gia người Brazil cho biết cậu ấy chơi tốt hơn so với trận trước. Quang Hải lùi sâu hơn, kèm người và làm tốt nhiệm vụ của mình. Chia tay cúp quốc gia, Công an Hà Nội hiện chỉ còn một mục tiêu duy nhất là V-League với giai đoạn 2 ở cuộc đua vô địch được diễn ra từ ngày 16 tháng 7. Trong 7 vòng căng thẳng này, đội bóng ngành công an lần lượt gặp Hà Nội ngày 16 tháng 7, Bình Định 22 tháng 7, Hải Phòng 29 tháng 7, Nam Định mùng 2 tháng 8, Hà Nội mùng 6 tháng 8, Viettel 12 tháng 8 và Thanh Hóa ngày 27 tháng 8. Hiện tại thì như đã biết là trên bảng xếp hạng, Công an Hà Nội vẫn dẫn đầu với 24 điểm, hơn đội bám đuổi Thanh Hóa 1 điểm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.